chị Hai nghe, thiệt tình em thấy ái náy với thằng Ân dữ lắm. Bây giờ mình phao tin đồn nhảm, chia rẽ tình cảm của thằng Ân với con Thà là cái chuyện không nên làm. Vậy mà em... Cô Tư à, ơn cô Tư tôi không quên được. Cô làm vậy là giúp cho gia đình tôi, không có gì cô phải rai rứt hết á. Thì chuyện chị nhờ em đã lo hết lòng rồi, bất chấp cả tội ác luôn á. Vậy mà chuyện của em làm như chị quên. Sao mà tôi quên được cô Tư? Mấy bữa nay lu bu lo vụ đám cưới cho thằng Ân, tôi chỉ mới nói sơ sơ với cậu Út thôi. Cô Tư ráng chờ ít bữa nữa, sau đám cưới của thằng Ân tôi sẽ cố gắng thuyết phục cậu Út. Chị nói vậy thì em chờ chứ biết làm sao giờ. Mà chị đừng có quên á nha. Tôi không có quên đâu, cô Tư đừng lo. Thôi cũng khuya lắm rồi, chị em mình lên nằm chợp mắt một chút cho nó khỏe nha cô Tư. Sáng mai còn nhiều việc để làm lắm đó. Dạ, sáng mai em kêu Hai dậy sớm. Rồi. Đi Hai. Đi. Từ từ coi chừng té à. Anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao đây? Không, mình không thể bỏ mặc Thà. Anh không thể bỏ mặc em được. Thà ơi, anh không thể phạm sai lầm một lần nữa.